Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mọi người có tin rằng có những người không đụng một giọt rượu nào, giọt bia nào mà cũng say rượu? Vâng, đó là chuyện có thật các bạn ạ. Và video hôm nay của Khắc Công xin giới thiệu với các bạn về nguyên nhân tại sao chuyện đó lại xảy ra. Không đụng đến một giọt rượu, giọt bia nào mà cũng say rượu. Không uống bia rượu, thanh niên 27 tuổi vẫn say xỉn, hỏng gan. Vừa qua các nhà khoa học đã tìm ra kẻ giấu mặt đằng sau căn bệnh gan nhiễm mỡ từ trường hợp một thanh niên nhập viện dù không uống bia rượu. Theo báo cáo khoa học đến từ các chuyên gia Trung Quốc và Mỹ, gần đây họ đã tìm ra một loại vi khuẩn có tên là Klebsiella pneumoniae. Vâng, còn được biết tới với cái tên kẻ nấu rượu lậu trong cơ thể của bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ dù họ không uống rượu. Quá trình nghiên cứu bắt đầu khi có trường hợp một nam thanh niên 27 tuổi nhập viện trong tình trạng say xỉn quá mức sau khi tham gia một buổi tiệc ăn uống no nê tinh bột và đường. Đáng nói, người thanh niên này lại không đụng tới một giọt rượu nào. Giáo sư tiến sĩ Jing Yuan, nhà vi trùng học tại Viện Nhi Khoa Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, người chịu trách nhiệm chính trong nghiên cứu, cho biết sau khi kiểm tra họ đã phát hiện ra kẻ giấu mặt trong ruột của nam bệnh nhân chính là vi khuẩn Klebsiella pneumoniae. Giống như một kẻ nấu rượu lậu, loại vi khuẩn này đã lén lút nấu các thức ăn bột, đường thành rượu ngay trong cơ thể. Kết quả là sau bữa ăn, bệnh nhân đã bị say bởi một lượng rượu tương đương với 15 chén rượu whisky, độ cồn 40%. Đây là một phát hiện quan trọng bởi vì từ lâu loại vi khuẩn này được biết đến nhưng bị coi là vô hại khi tồn tại trong ruột. Không chỉ dừng lại ở Trung Quốc, các nhà khoa học ở Đại học Duke, Bắc Carolina, Mỹ đã thí nghiệm chuột khi cho ăn vi khuẩn Klebsiella pneumoniae và bị cho uống rượu thì có độ tổn thương gan như nhau. Sau một thời gian, kết quả cũng tương tự khi thử mẫu nước tiểu ở người. Từ đó cho thấy vi khuẩn Klebsiella pneumoniae sẽ nấu rượu với nguyên liệu là thức ăn thuộc nhóm tinh bột đường, nên nếu bệnh nhân càng ăn nhiều những món này, lượng rượu được sản xuất ra càng nhiều, tích tụ chất béo trong gan và gây tổn thương gan cho dù trước đó họ chưa từng sử dụng tới rượu bia. Lại vi khuẩn này sẽ sử dụng tinh bột và đường trong ruột và nấu thành rượu. Nhưng mà sao nó nấu nhanh thế nhỉ? Cái này phải sử dụng con này để nấu bia rượu cho nó nhanh này. Tăng hiệu suất của việc nấu bia rượu lên rất là nhiều luôn. Vừa ăn xong rất là say rượu thì thôi chứ gì nữa. Nếu phát hiện bệnh gan nhiễm mỡ trong giai đoạn đầu và nguyên nhân của bệnh, bệnh nhân vẫn có thể kịp thời và ngăn ngừa tổn thương cho gan. Hiện tại tình trạng say xỉn dù không uống rượu có thể được điều trị bằng dùng kháng sinh để tiêu diệt bớt vi khuẩn, cộng với thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt theo hướng lành mạnh hơn. Vâng, các bạn, Khắc Công đi khởi nghiệp đây. Khắc Công sẽ sử dụng con vi khuẩn Klebsiella pneumoniae để nấu rượu cho nó nhanh hơn. Vừa ăn xong phát là say rượu thì là hiểu nó nấu nhanh cỡ nào rồi. Lên men rồi làm ra rượu nhanh kinh khủng luôn.
vi khuẩn quá tuyệt vời cho ngành công nghiệp rượu bia. Cảm ơn mọi người đã xem, tạm biệt mọi người. Vâng, ngay bản thân các công cũng thấy cái thông tin này khá là thú vị.